Đà Nẵng tiếp nhận thêm 2 người nước ngoài nghi nhiễm virus Corona, phát hiện khách sạn không khai báo 16 người Trung Quốc lưu trú. Ông bố người Trung Quốc là ca nhiễm virus Corona đầu tiên tại Việt Nam đã xét nghiệm 2 lần đều âm tính là những tin tức đáng chú ý chiều ngày 11 tháng 2 về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona tại Việt Nam. Trưa ngày 11 tháng 2, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết là đến 8 giờ cùng ngày, Đà Nẵng chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm virus Corona chủng mới. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, từ 13 giờ 30 ngày 10 tháng 2 đến 8 giờ ngày 11 tháng 2, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm hai người nước ngoài, gồm một người Đan Mạch và một người Pháp, nghi ngờ bị viêm đường hô hấp cấp do virus corona. Kết quả xét nghiệm cũng cho thấy Đà Nẵng có thêm 10 mẫu xét nghiệm âm tính với chủng mới của virus corona. Tính đến nay, Đà Nẵng đang theo dõi 14 trường hợp nghi ngờ nhiễm virus corona tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, gồm hai người nước ngoài nêu trên và 12 người Việt Nam. Hiện tại, sức khỏe các trường hợp nghi ngờ nhiễm virus corona đều tạm ổn và đang được theo dõi chặt chẽ. Ngoài ra, có 26 trường hợp đang được giám sát tại cộng đồng và tất cả đều có sức khỏe bình thường. Đà Nẵng có tổng cộng là 103 mẫu xét nghiệm âm tính với chủng mới của virus corona, chưa có trường hợp dương tính với chủng mới của virus corona. Trong ngày 10 tháng 2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng đã giám sát 121 máy bay với 4.964 người nhập cảnh. Đáng chú ý là qua đó thì ngành chức năng phát hiện một hành khách người Việt Nam tuy không có biểu hiện sức khỏe bất thường nhưng trong vòng 14 ngày qua có đi qua tỉnh Chiết Giang Trung Quốc nên đã cách ly tập trung theo quy định để phòng chống dịch do virus corona gây ra. Ngày 11 tháng 2, thì lãnh đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an Đà Nẵng cho biết là đơn vị vừa phát hiện 16 người Trung Quốc lưu trú tại khách sạn Vạn Xuân, đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, nhưng không khai báo theo quy định của luật cư trú. Trước đó, thì ngày 8 tháng 2, các chiến sĩ thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Công an quận Sơn Trà kiểm tra hành chính khách sạn trên. Lúc kiểm tra thì có 16 người đang lưu trú tại khách sạn, nhưng chỉ có 12 người xuất trình được hộ chiếu. Chủ khách sạn không khai báo danh tính và mục đích lưu trú của khách cho công an khu vực để giám sát. Trong số 16 khách nói trên, có 2 người nhập cảnh ngày 27 tháng 1, tức là mùng 3 Tết. Cơ quan chức năng đã tiến hành cách ly 2 người này để thăm khám theo quy định kiểm soát dịch bệnh viêm phổi cấp nCoV lây nhiễm. Nhà chức trách địa phương đã lập biên bản xử lý chủ khách sạn nói trên, đồng thời làm rõ mục đích nhập cảnh của 16 người Trung Quốc. Cũng trong sáng ngày 11 tháng 2, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê thông tin là ca nhiễm nCoV đầu tiên là ông bố người Trung Quốc đã có hai lần xét nghiệm âm tính, hiện thì tự sinh hoạt chỉ số trở về bình thường, hy vọng thì thời gian tới sẽ cho bệnh nhân ra viện. Qua những trường hợp điều trị khỏi thì ngành y tế đã rút ra kinh nghiệm về điều trị, thu dung mục tiêu là phát hiện sớm, điều trị kịp thời, hạn chế tối đa tử vong, hạn chế lây nhiễm virus corona chéo trong bệnh viện, giữ người bệnh với người bệnh hay là người bệnh và thầy thuốc và với cộng đồng. Đến nay thì sức khỏe của các bệnh nhân khác cũng ổn định. Trường hợp người gì và hàng xóm lây từ một công nhân từ Vũ Hán về ở Vĩnh Phúc, hiện sức khỏe cũng đã trở về bình thường. Nếu xét nghiệm âm tính thì thời gian ngắn nữa có thể cho ra viện, quản lý tại cộng đồng. Với những trường hợp đã được ra viện thì ngành y tế đã đưa bệnh nhân về nhà, phối hợp với trạm y tế xã quản lý chăm sóc theo dõi cách ly tại cộng đồng. Ngoài ra thì theo chia sẻ của Trung Quốc và nhiều nước có khoảng 10 đến 20% ca nặng, vì thế mà ngành y tế cũng chuẩn bị sẵn sàng số giường bệnh này có thở oxy, thở máy. Với miền Bắc thì bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương là tuyến cuối, ngoài điều trị ca nặng thì trước mắt sẽ là nơi tiếp nhận các ca dương tính. Những trường hợp bệnh cảnh lâm sàng nhẹ hơn như tại Vĩnh Phúc thì sẽ được theo dõi tại tuyến huyện. Bên cạnh đó thì tại bệnh viện Nhi Trung ương cũng chuẩn bị 20 đến 40 giường để đón những bệnh nhân rất nặng. Các bệnh nhân chuyên khoa khác cũng chuẩn bị 20 đến 40 giường cấp cứu điều trị ban đầu. Cũng theo ông Khuê, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ đạo thành lập tổ thường trực giúp cho Vĩnh Phúc, trong đó các chuyên gia về dự phòng, khám chữa bệnh, đội cơ động phản ứng nhanh sẵn sàng chi viện khi mà địa phương cần. Người dân cần hết sức bình tĩnh cùng nhau phát hiện sớm ca bệnh, cách ly sớm điều trị kịp thời, giảm thiểu tối đa tử vong. Ông Khuê nhấn mạnh Ngành y tế cũng khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang, lo lắng, thay vào đó thì cần nâng cao ý thức bảo vệ bản thân trước khi mà virus corona bằng cách sử dụng khẩu trang y tế hoặc là khẩu trang vàng khi đi ra ngoài, rửa tay bằng xà phòng và súc miệng bằng nước sát khuẩn thường xuyên, nâng cao sức đề kháng bằng cách bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng. Trên đây là những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona tại Việt Nam. Nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất nha.